ngờ chưa? Khiết Đan từ idol trở thành bạn thân của Tín Nguyễn, đồng điệu từ trên top top ra ngoài đời thực, vượt qua nhiều lời tiêu cực, Tín Nguyễn cố gắng hàng ngày để trở nên tốt hơn. Khiết Đan là idol của mình. Coi mình cảm thấy trời, mấy bạn này duyên quá à, thích quá à. Ngay cả cái cách chơi, cách ăn uống, cách làm việc, mình nghĩ đó là một cái sự đồng điệu. Cho nên mình rất là quý trọng cái tình bạn này. Đọc những cái comment yêu quý mình đó để mình làm động lực, mình cố gắng hàng ngày. Lúc đó thì mình đi job ở Sài Gòn, thì mình chỉ ra vào thôi, không có chuyển hẳn vào Sài Gòn. Thì lúc đó thì quen biết ở trên TikTok, Khiết Đan là idol của mình. Lúc đó mình chơi, lúc đó mình mới đăng có 1-2 clip trên TikTok thôi, thì cũng chưa có nhiều người biết đến. Nhưng mà ở lúc dịch thì mình hay coi Khiết Đan, mình hay coi Quỳnh Nhật, mình hay coi Mai Bảo Vinh, kiểu những cái bạn trẻ. Thì mình hay coi, mình cảm thấy trời mấy bạn này duyên quá à, thích quá à. Thì mình xem, thì đâm ra mình thích các bạn luôn, mình idol các bạn luôn. Thì lúc vào Sài Gòn thì Khiết Đan cũng có hẹn là qua nhà ăn cơm để biết nhà Khiết Đan này kia, thế là hai chị em cảm thấy hợp và chơi với nhau. Từ cái lúc đó thì có một chuyến du lịch đi Thái Lan cùng với Khiết Đan năm 2022, thì đến mãi đến năm 2023 mình mới quyết định chuyển vào luôn. Thì lúc đó là ở chung chung cư với Khiết Đan luôn và thân đến bây giờ luôn. Chắc là đó cũng là một cái mảnh ghép cuộc sống quá. Cũng không hiểu tại sao lại dẫn đưa đường dẫn lối mà mình gặp Khiết Đan nữa. Và ngay cả cái cách chơi, cái cách ăn uống hay là cách làm việc, hai đứa cũng na ná giống nhau. Và được một cái là hai chị em nương nhau, nghĩa là ví dụ như một người nói, một người nghe, người nghe xong thì mới nói lại, chứ không bao giờ cãi nhau hết. Hai chị em lúc nào cũng nương nhau và mình nghĩ đó là một cái sự đồng điệu mà hiếm mình, chắc mình rất là hiếm tìm ai mà đồng điệu với mình giống như vậy. Cho nên mình rất là quý trọng cái tình bạn này. Lúc đầu thì mình cảm thấy hơi buồn khi mà đọc những cái comment đó, bởi vì lúc đó mình mới làm TikTok, mình không biết gì hết và mình cũng không hiểu tại sao mọi người lại kỳ thị TikToker như vậy. Nhưng làm càng lâu thì mình càng hiểu là cũng không thể nào trách những người comment được. Họ đang xem toàn cái TikTok thì chắc chắn sẽ có những người làm content tiêu cực, chắc chắn sẽ có người làm content tích cực, thì sẽ có nhiều người xem nhiều cái tiêu cực quá, cho nên đâm ra họ không thích TikTok luôn và họ comment những cái lời tiêu cực đó. Thì mình vô tình mình là người đọc những cái đó thì mình buồn thôi. Chứ nếu như mà mình suy nghĩ tích cực hơn, mình thấy những cái comment đó và mình cố gắng hơn, mình làm những content sạch, có nhân văn hơn và mình không câu view bẩn hay gì hết, thì mình nghĩ dần dần thì họ sẽ hiểu mình thôi. Chứ bây giờ mình buồn thì cũng không làm được gì hết mà mình lại phụ lòng những cái người mà comment tích cực cho mình. Ví dụ như có rất nhiều người dùng cả ngày để xem và ủng hộ mình thôi, vậy thì mình phải đọc những cái comment đó, những cái comment yêu quý mình đó để mình làm động lực, mình cố gắng hàng ngày. Chứ bây giờ mình cứ đọc những cái comment tiêu cực thì lại phụ lòng những cái người yêu thích mình.